Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, quốc vương thứ 63 của Anh, đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của mình vào hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 4, mặc dù sinh nhật của bà chính thức được đánh dấu vào tháng 6. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại phố Bruton, trung tâm của London. Lễ đăng quang của bà ở tuổi 27 đã diễn ra tại tu viện Westminster vào ngày 2 tháng 6 năm 1953. Buổi lễ với sự tham dự của các đồng nghiệp trong giới chức và các nhà lãnh đạo chính trị, dân sự và kinh doanh quốc tế đã được truyền hình và phát thanh trên khắp thế giới. Nữ hoàng Elizabeth đã vượt qua bà cố của mình là nữ hoàng Victoria để trở thành vị vua trị vì lâu nhất của Anh quốc vào tháng 9 năm 2015, khi vượt qua 63 năm, ngày 7 tháng 2, vào lúc 16 giờ và 23 phút mà bà cố của bà đã giành trên ngai vàng. Trong thời gian trị vì của mình, nữ hoàng đã tạo ra nền tảng mới cho chế độ quân chủ của Anh quốc trong nhiều chuyến thăm nước ngoài của bà. Vào năm 1975, bà là quốc vương Anh đầu tiên đến thăm Nhật Bản. Bà đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và trở thành quốc vương Anh đầu tiên đi bộ trên vạn lý trường thành của Trung Quốc khi bà đến thăm đất nước này vào năm 1986. Trong suốt thời gian trị vì, vị thế cá nhân của nữ hoàng vẫn ở mức cao bất chấp những lời chỉ trích đôi khi mạnh mẽ từ các thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Quốc vương 96 tuổi được coi là một nhân vật uy nghiêm, được những người theo chủ nghĩa bảo hoàng yêu mến và ngay cả những người theo Cộng hòa cũng kính trọng. Các nhà khoa học Úc sạc xe Tesla chỉ với các tấm pin mặt trời trong hành trình 15.000 km. Các nhà khoa học ở Úc đang thử nghiệm các tấm pin mặt trời in mà họ sẽ sử dụng để cung cấp năng lượng cho một chiếc Tesla trên hành trình dài 15.100.000 km, 9.400 dặm. Bắt đầu vào tháng 9, điều mà họ hy vọng là sẽ khiến cho công chúng suy nghĩ về các bước giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu. Dự án Charge Around Australia CAA sạc khắp Úc sẽ cung cấp năng lượng cho một chiếc ô tô điện Tesla với 18 tấm pin mặt trời bằng nhựa được in ra của nhóm. Mỗi tấm dài 18 mét lăn chúng ra bên cạnh xe để hấp thụ ánh sáng mặt trời khi nó cần sạc. Paul Dastu, người phát minh ra các tấm pin mặt trời in, cho biết là nhóm nghiên cứu của trường đại học Newcastle sẽ không chỉ kiểm tra độ bền của các tấm pin mà còn cả hiệu suất tiềm năng của chúng cho những ứng dụng khác. Năng lượng mặt trời in là một loại nhựa PET nhiều lớp, nhẹ, có thể được sản xuất với chi phí dưới 10 Mỹ Kim một mét vuông. Các tấm này được thực hiện trên một máy in thương mại ban đầu được sử dụng để in nhãn rượu. Ông Dasto cho biết là việc sử dụng các tấm pin để cung cấp năng lượng cho xe hơi sẽ khiến cho người Úc nghĩ nhiều hơn về xe điện và có thể giúp giảm bớt nỗi lo về phạm vi hoạt động của họ. Trong chuyến hành trình kéo dài 84 ngày với chiếc Tesla, thì nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ đến thăm khoảng 70 trường học để cho học sinh biết về những gì tương lai có thể xảy ra. Thủ tướng của Anh quốc xin lỗi về việc tiệc tùng trong mùa đại dịch. Thủ tướng Boris Johnson xin lỗi trước Quốc hội sau khi đã trở thành nhà lãnh đạo của Anh quốc đầu tiên bị phạt vì vi phạm luật lệ có liên quan đến lệnh phong tỏa ngăn ngừa coronavirus. Đó là một sai lầm của tôi và tôi xin lỗi vì điều đó. Thủ tướng của Anh Boris Johnson phát biểu trước Quốc hội lần đầu tiên từ sau khi bị phạt tiền vào ngày 12 tháng 4. Ông Boris Johnson cũng thêm rằng người dân Anh có quyền mong đợi những điều tốt hơn ở thủ tướng của họ, nhưng khẳng định ông sẽ tiếp tục công việc, trong đó có nỗ lực bảo vệ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quyết định xử phạt Thủ tướng Boris Johnson đã được Sở Cảnh sát của London đưa ra có liên quan đến vụ bê bối mở tiệc ăn mừng giữa lệnh phong tỏa tại văn phòng của Thủ tướng ở số 10 phố Downing vào hồi tháng 5 năm 2020, trong thời điểm Anh quốc đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ngăn ngừa coronavirus. Ông Boris Johnson có thể phải nhận thêm các án phạt vì một số bữa tiệc khác tại phố Downing trong thời điểm Anh quốc đang áp đặt lệnh phong tỏa. Cảnh sát trước đó cũng đã điều tra 12 cuộc tụ tập tại phố Downing và văn phòng nội các. Sau một cuộc điều tra nội bộ đã cho thấy, ông Boris Johnson và nhân viên đã tham gia các bữa tiệc có sử dụng rượu bia.
Ronaldo báo tin con trai sơ sinh qua đời. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ tin buồn trên mạng xã hội về sự ra đi đáng tiếc của đứa con trai mới sinh. Trong số hai bé sơ sinh của Ronaldo và bạn gái là Georgina Rojeshwar, chỉ có bé gái là bình an trong khi bé trai không may mắn đã qua đời. Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng em bé trai của chúng tôi đã qua đời. Đó là nỗi đau lớn nhất mà những người làm cha mẹ phải cảm nhận. Chỉ có sự ra đời của em bé gái đã tạo ra sức mạnh giúp cho chúng tôi vượt qua được thời khắc này với hy vọng và hạnh phúc. Ronaldo chia sẻ, đồng thời không quên yêu cầu tránh bị làm phiền vào lúc này. Hồi tháng 10 năm ngoái thì Ronaldo thông báo rằng bạn gái anh là Georgina Rodriguez mang song thai. Khoảng 2 tháng sau đó thì cả hai tiếp tục tiết lộ rằng họ sắp đón chào cặp song sinh trai gái. Hiện không rõ nguyên nhân khiến cho em bé của Ronaldo qua đời. Ngay sau khi tin tức về con trai Ronaldo được chia sẻ, câu lạc bộ Manchester United đã lập tức gửi lời chia buồn. Nỗi đau của bạn là nỗi đau của chúng tôi, gửi đến bạn và gia đình tình yêu, sức mạnh vào lúc này. Đội chủ sân Old Trafford viết trên Twitter. Nhiều chuyên gia đã đề nghị tiếp tục đấu giá các lô đất vàng còn lại ở Thủ Thiêm tìm từ Việt Nam. Nhiều đại biểu tại hội thảo đấu giá quyền sử dụng đất, thực tiễn pháp lý và giải pháp đã đề nghị tiếp tục tổ chức đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm. Hội thảo theo truyền thông nhà nước cho biết diễn ra vào ngày 20 tháng 4 do Trường Đại học Kinh tế Luật của thành phố Sài Gòn, Viện Kinh tế Xanh và Báo Pháp luật thành phố Sài Gòn đã phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương cùng với nhiều chuyên gia pháp luật, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Mặc dù việc đấu giá đất tại Thủ Thiêm đã diễn ra vào hồi tháng 12 năm 2021, đang gây xôn xao dư luận khi hai trong số bốn đơn vị trúng đấu giá bỏ cọc, hai đơn vị còn lại đề nghị được trả góp tiền trúng đấu giá đất và các lệ phí khác cho đến tháng 9 năm 2022 thay vì là tháng 4. Nhưng ông Nguyễn Văn Đính là Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản của Việt Nam tại hội thảo đã cho rằng thành phố Sài Gòn cần xem xét việc tiếp tục cho đấu giá để chuyển giao các lô đất còn lại cho khu đô thị Thủ Thiêm. Theo ông Đính, thì thành phố Sài Gòn nên điều chỉnh về mặt kỹ thuật cho phù hợp vì diện tích đất vàng còn lại ở thành phố chỉ có thể bán được một lần duy nhất nên lại bất cứ thời điểm nào. Cần thu về lợi ích tài chính cho thành phố, làm nguồn lực giải quyết các vấn đề của xã hội. Viettel công bố cập bờ cáp quang có băng thông lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel hôm 19 tháng 4 công bố cập bờ tuyến cáp quang có băng thông lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Lễ công bố tuyến cáp quang ADC Asia Direct Cable được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn. Đây là tuyến cáp quang được Viettel cho biết là có dung lượng băng thông lớn gấp 3 lần tuyến cáp APG Asia Pacific Gateway. Tuyến cáp quang biển ADC có chiều dài cáp ngầm là 9.800 km, dung lượng đạt trên 140 TP. Sử dụng công nghệ truyền dẫn hiện đại nhất hiện nay giúp kết nối các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với tổng mức đầu tư ban đầu là 290 triệu đô la. ADC là tuyến cáp biển thứ 5 với quy mô đầu tư lớn nhất cho đến nay của Viettel trên cơ sở hợp tác đầu tư xây dựng với các tập đoàn viễn thông quốc tế lớn trên thế giới như Singtel, China Telecom, SoftBank, China Unicom, NT, PLDT, Tata Communications. Tốc độ truy cập Internet của Việt Nam trong thời gian qua liên tục bị ảnh hưởng bởi các sự hư hỏng của các cáp quang biển. Hôm 15 tháng 4, thì tuyến cáp APG gặp trục trặc trên phân đoạn S1.7, khiến cho việc truy cập Internet đi quốc tế của người dùng bị ảnh hưởng. Tuyến cáp quang này cũng bị cắt đứt trước đó và được sửa chữa hồi tháng 2 vừa qua. Và kính thưa quý vị, hãng dược Johnson & Johnson ngừng sản xuất vaccine ngừa coronavirus. Công ty dược phẩm Johnson & Johnson của Hoa Kỳ đã quyết định đình chỉ sản xuất vaccine ngừa coronavirus do nhu cầu tiêu thụ thấp. Thông tin trên đã được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của liên bang và các quan chức y tế của Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc chủng ngừa coronavirus. Việc tạm dừng sản xuất hoặc là đình chỉ tạm thời. Nhưng một nguồn tin đã cho hay, nhà máy sản xuất vaccine của Johnson & Johnson ở thành phố Leiden của Hà Lan đã rõ ràng là đã chuyển trọng tâm sang sản xuất loại vaccine có khả năng sinh lời cao hơn cho một loại virus không có liên quan đến SARS-CoV-2.
việc không rõ liệu việc tạm dừng sản xuất có ảnh hưởng đến nguồn vaccine sẵn có, cũng như là quá trình tiêm chủng loại vaccine này của Hoa Kỳ hay không, thì Johnson & Johnson được cho là vẫn còn hẳn một kho dự trữ. Tuy nhiên, thì một nguồn tin khác cũng cho biết là vấn đề này, Johnson & Johnson đình chỉ sản xuất vaccine ngừa coronavirus, có thể dẫn đến việc giảm thiểu vài trăm triệu liều. Không giống như vaccine của hai hãng dược khác của Hoa Kỳ là Pfizer và Moderna, vaccine của Johnson & Johnson chỉ yêu cầu một mũi tiêm duy nhất, trong khi các loại vaccine còn lại cần được tiêm tối thiểu là hai liều. Johnson & Johnson đã thu được 2,39 tỷ Mỹ Kim từ việc sản xuất và phân phối vaccine ngừa coronavirus vào năm 2021 và dự báo con số này sẽ tăng lên 3,5 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV của trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc, trên hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada và cũng như trên website ibctv.us do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm, sức khỏe. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có trụ sở tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và xin chúc cho quý vị có một buổi sáng an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.